5 con à? 22 con nữa. Ăn được 3 con này về đi cấp cứu đấy. Đấy, bắt phải như thế đi. Mẹ. Cái này chuột nó chạy mất. Nhanh thế thì ông thì kinh rồi. Mỗi hàng nhanh thế thôi. Có điện về đun nước đấy. Thôi hết rồi. Vẫn còn rồi. Vẫn còn hàng kia rồi, vẫn còn. Con này rốt từ lưỡi anh em mình bắt được hết. Nói chung nó không còn con, nó không bao giờ chạy ra. Con nó không bao giờ chạy ra. Nó gặp con khác nó phải chạy ra chứ thằng này. Có phải đấy hàng đấy đâu. Để có một con. Đấy hàng khác có cái hàng này nhiều. Thế là khi thế thôi. Có anh em động lực rồi. Bảo rồi hang này đừng nói có vài con đấy. Đào nó phải thế, nhìn thấy chuột mới sướng, còn không nhìn thấy chuột nó chạy ra đấy không? Đúng con này phải 2 con đấy. Anh vừa bên đấy. Đầu nó quay ra bên ý để bắt bên này thì nuôi. Ông anh ơi, qua bên này đi. Nó thông đây không? Ra đấy. Chết chuột đấy. Nó thấy nó chạy thôi. Chỉa thôi, không lại vô thông bên dưới. Đâu, nó chui vẫn ở dưới, nó chưa chạy ra ngoài. Bên dưới. Quay lại rồi mà. Dưới là chỉa bên đấy. Thế thuồng dạo bên này này. Anh Long cho tay vào để nó cắn ông rút chuột ra. Không ơi. Đây đây, bỏ hết cái bãi đi để vết cùng. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Để em nào cho. Rồi. Để đấy không? Riêng có chuột ở đấy không? Ui bị mẹ này đầu cua. Tí này 3 con rồi. Con thứ 4 rồi. Ở đây bờ như này không có thôi, chả có nào có. Bắt đầu phét đấy. Có ngách sang. Ui ôi, hòm sâu lắm anh em Long ạ. Ăn vào trong kia. Lại chạy mất rồi. Chạy đi đâu được. Thôi. Ở lỗ dưới. Còn đợi cái đầu nhá. Chặn kín đi, bán kín ra xa. Cầm nước nóng đi, ví dụ nó có chết thì vật lông này. Thấy nó đấy. Nó chạy đầu vào đuôi kìa. Nhìn đuôi chưa? Mấy con nhìn to đúng rồi đấy, nhìn mấy đuôi. Nắm đuôi à? Nó là nhìn cái đầu. Nhìn mấy đuôi. Nó đang đào. Ui 2 con. Ui to lắm, ui ôi nhìn này. Nó sâu đầu ấy, ui to không? To mà con này phải 2 cân. Ui tụt đuôi tôi rồi. Mất đuôi rồi, đi phải tiêu bán được rồi. Đừng ơi, không cả. Nó đang cắn đầu vào mà. Càng vỗ nó càng giúp. Nếu mà nó ngoi đầu ra nó phi ngay. Con này phải 3 cân. Rộng như tí nữa khổ thế. Xem con nữa không? Hết rồi. Anh em xem con nó sâu. Sâu có khả năng. Đây, còn con nữa. Chết đây ra. Đang nhìn. Nó đuổi. Đây, cái đuổi con nó là hết rồi. Không chi biết được. Trời ơi, nó đã chạy từ con này rồi. Biết đâu được. Anh cuốc bé kia, lấy cuốc bé kia. Cuốc là quan trọng nhất đấy. Quản lý sâu đây này. Ông cuốc hẳn đấy thế nào. Nó có là nếu chạy được lên cắm đầu xuống. Cái hang bé quá đéo quay được đầu. Chưa phải ông nào cũng giật mình. Nguyên Hoàng và Hải cửa vừa thôi. Cái này bằng sắt nó gãy là đi luôn làm gì có gì. Rắc chi là lái. Đây có xe máy làm nào bắt vào đây hàn xì ngay. Che nó cực kêu rắc cái này nó quát xong. Vào đây bắn cuốc đầy. Chứ bắn cuốc đồng. Đây cuốc này. Còn có ăn. Kia được xóa mệt rồi, chưa con chuột nào mua bao tiền đèn. Bên dưới sông mà. Lộng gì đấy, đấy, quay đầu. Thôi từ anh đến đây cua làm quầy cho bạn để em ấy cho. Thôi. Đất bên kia. Tiếp tục ra để bới này. Lúc 5 con, đầu buổi lắm thế. Tao chứ, tao chỉ cần một ổ được một con. Em đéo nhìn thấy gì đâu. Nhìn đầu ra rồi. To không? Nó phi đấy. Mày không phải đấy. Sao mày đứng đi nhìn không chạy ra. Mày nhìn nuôi đằng sau kìa. Đây nhìn đằng sau rồi. Đầu ra rồi. Đầu đâu? Đầu ra. Hay là đầu rắn. Mày ơi, đi bắt ra. Mà nó chạy vào rơm kia là nhìn nhẹ đâu. Này nó dễ hay quá này. Em nhìn hàng nó bé lắm. Đầu chuột nhọn hoắt. Đây chuột chù. Không biết. Nhọn hoắt chỉ chuột chù thôi. Hay là chuột gì? Đầu chuột nhọn. 2 ngách cả hay 1 ngách. Ngay rồi, 1 ngách. Ngách này hết rồi. Rồi ăn ra. Ăn ra đâu? Rồi cái nó chạy rồi đây. Nào ra rồi đây. Nào ra đây, anh nhìn đầu rồi mà. Thật không? Tao cho chù nữa hát. Ừ, nó ăn xuống kia không sợ. Ăn xuống kia còn ngách không? Ừ. Con này quay đầu, con này quay đầu vẫn khả năng vẫn còn. Vẫn còn trong đấy thôi. Cuốc lấy cuốc, cuốc. Hết rồi. Cuốc lấy cuốc đây. Này, cái này. Cuốc chuột xoay ra. Cuốc này, cuốc này. Cuốc bắt là ra. Nam ngồi lui ra. Ra nha. Ra đây. Ra này không ra đấy đâu ấy. Đấy có chỗ thì ngách rồi. Em nó ổ ấy. Không đằng kia Nam ơi. Nó lại ăn về kia. Ăn đằng nào? Không phải. Đàn ra đây cơ mà anh khúc mặt cục này. Có chuột, tôi đĩa cái đầu ra rồi. Ôi ôi, đầu ra rồi. Ôi rơm rồi. Vẫn bên trong nó vẫn bên trong đấy này. Ủi động, đê động cái chủ mẹ động này có bạch có tinh nhỉ đúng không anh? Ừ. Con nhìn thấy không? Đầu ra rồi đấy ông. Không, xem cái ngách thế này đi. Vâng vâng cái xuống xem cái chỗ này đây nào. Đầu ra rồi đấy. Nó chết chở nhau đi. Quả lại 10.000 đấy. Ê ổ, tổ. Con mẹ đầu ra vào đâu mất rồi. Cuốc đi. Cuốc. Đừng cuốc. Rồi vẫn còn ngay đây đúng rồi. À khi con này chắc con này ban lên cũng có bọ, có rươi. Có cả rươi ăn. Có chua đâu. Vì nó thối trong. Thôi nó sai chắc. Rồi rồi, có đuôi. Đuôi. Đúng rồi. Cẩn thận có rươi. Đến hôm nay về con giật mình đâu mà. Mấy đuôi sao mấy đuôi? Mấy đuôi. Nó cứ là nó xé ra. Phi ra này. Nó phi ra, nó phi ra. Đây. Từ từ cái con này đi. Đừng chạm. Ông đấy là nhẹ thôi mà. Cắt đôi. Cắt đôi đâu. Cắt gì người ta từ tới. Anh quả đây ra còn dưới mà. Dưới mà không ấy đâu. Anh rút ra cái này. Con này mấy cân? Đấy. Con này 200 đứt đuôi rồi. Đây để một đây để tao sắn rồi không. Còn hình như hai con này đâu. Hai con nào ấy. Đấy, tới rồi đấy, nhìn thấy chưa? Vẫn xuống. Được rồi. To đấy. Chuột bây giờ đang trưởng thành, chuẩn bị lấy vợ hết rồi. Chuột con này chắc đi nhà nghỉ. Ui. Từ đấy. Đi con may à mày sao? Anh cho tí nữa, nó ăn xuống. Anh cho tí nữa. Đứng rồi. Từ đây nha. Mày cứ cầm đây, sắn con này. Đây rồi. Rách cái đuôi. To rồi. Ui to đấy, to nhất luôn đấy. Bé đi không? Xem có bọ không? Có rươi không? Còn con nữa sao nhỉ? Đứng đấy toàn một con rồi chứ không được hai nhỉ? Đây hàng này hai nữa. Nói cứ một con là được rồi. Hàng này được hai nhỉ? Hiện được 6 con rồi. Hàng này được 1. Nhau tìm ngách. Quỳnh dầu thả này được 1. Ăn mày hết luôn. Nhịn hết. 6 con rồi. Không có bao giờ tin tưởng của anh rồi. Đây thôi. Đây rồi. Được rồi. Nó sâu đi à. Em